Ok, đó, chào mọi người quay trở lại channel của mình là Phương Minh đây. Và trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi Rewind và hướng dẫn vui luôn. Đây đầu tiên chúng ta muốn nói tới Rewind, chúng ta phải biết tới ba trứng trước. Thì đây chính là ba trứng của nó. Thì trứng này chính là The White Stone of Ancient. Trứng này nó có khả năng là khi nó xuống mộ và Enfy, nó sẽ triệu hồi con Rewind từ trong bộ bài. Và chúng ta đòi khỏi cuộc chơi nó để lấy một con Rewind từ mộ lên tay. Đấy, và chúng ta sẽ chơi xung quanh nó và Rewind. Thế thôi, và đấy lũ qua này chúng ta sẽ chơi theo cách chơi đó chính là control. Và chúng ta có hai loại, đó chính là control một hồi OTK và là chúng ta có control tới cuối trận, câu nghĩa từ từ. Thì cách chơi control của OTK thì nó sẽ là combo giữa Antanai Wai, Ultimate Fusion và Melody of the Awakening Dragon. Đây, Melody of the Awakening Dragon. Còn cách chơi thứ hai đó chính là cách chơi control. Thì cách chơi này chúng ta sẽ là xoay quanh quẹt triệu hồi con Luwai Spirit Dragon. Và chúng ta khi mà nó có bị gì thì chúng ta sẽ triệu hồi Azurai, mỗi tên nó sẽ triệu hồi con quái vật với mộ, hình như là quái vật không hường rồi phải, chết quái vật không hường, mình không chơi con này nhiều dữ lắm. Và khi mà nó lên sân thì quái chúng ta sẽ không bị destroy và bị target với cả effect. Trong cái meta target hiện tại cũng có thể nói là cái khả năng của con này khá là bá đạo. Và cái việc mà cái con Azura Super Dragon này và The Melody of Awakening Dragon nó bị limited một để cái dấu hiệu của việc Luwai đi xuống, thì hiện tại Luwai còn rất mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái hai đội control của Luwai này nó có một cái đặc biệt, đó chính là nó có thể chia làm hai đội control OTK và control như đến chết. Đấy, nó tùy theo hai loại chơi của chúng ta, chứ nó không ép buộc là chơi một trong hai. Chúng ta có thể chơi kiểu nào cũng được. Và chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu vào phần chính. Đầu tiên mình sẽ nói tới việc control OTK. Control OTK thì người vừa sử dụng Ancient Guild và Antanai Wai, sau đó chúng ta sẽ kích Ultimate gây gần để chúng ta có thể one turn kill đối phương trong một lượt sau khi chúng ta đã control hết tài nguyên của đối phương. Mà trước khi nói về control death thì mình cũng nên nói cho anh em biết control là gì nhờ. Control chính là chúng ta sẽ trao đổi tài nguyên với đối phương, làm sao mà càng delay đối phương càng hết tài nguyên, mà chúng ta càng nhiều tài nguyên càng tốt. Nếu mà chúng ta out tài nguyên hơn so với đối phương thì lúc đấy chúng ta sẽ càng mạnh. Tuy nhiên death control nó có cái điểm yếu, đó chính là chỉ cần chúng ta mid lane một pha thôi thì chúng ta có thể hua cả một death, không phải là tier. Thế cho nên là mấy cái death control này chúng ta phải tốn hơi bị nhiều não một tí. Đầu tiên chúng ta nói tới Rewind Antennae trước đi. Con này thì chúng ta chơi 100 con nếu như chúng ta có thể. Tuy nhiên game với mới cho con còn rồi. Thì con này chúng ta sẽ show một con Rewind trên tay cho họ đặc biệt nó. Khi nó trên sân chúng ta sẽ target một cạc quá hú của đối phương và destroy nó. Khả năng này sẽ anti flip nhưng mà sẽ bị bọn crawler đấm sắp mặt, nhưng mà không sao, miễn sao là chúng ta có thể destroy free là được. Sau khi kết bạn thì con này nó sẽ không thể nào tấn công được, chúng ta có thể dùng nó để EC, synchro các kiểu con này đều tùy thích và là dung hợp nếu anh em thích. Ok, thứ hai chúng ta đến với là trứng này mình nói rồi. Đầu tiên cái khả năng của nó chính là vào end phase nó sẽ cho chúng ta một con Luwai, thì chúng ta đã được cộng 1 trên xăng rồi, một con body 3000. Lý do mà cộng 1 đó chính là do con Luwai này sức đánh của nó là 3000. Thì cái sức đánh 3000 này nó dư sức nó đánh bọn tier 1 như là Cyber Slash Happy Lady hay là những con khác. Thậm chí là những con như là trùm cuối của những death như là Levianir thì sức đánh của nó cũng chỉ 3000 thôi. Còn sánh đây gần Luo thì nó lên 3000 mốt một tí. Cộng 1 Lunarai thì mình khỏi nói rồi. Ý mình là con Rewind này nó có khả năng trade cộng 1 rất là tốt. Khi mà một con nó khai một con body như vậy, nó khai đấm chết một trái của đối phương, và là một con Rewind nó khai nhử được một bảy của đối phương. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ loại khỏi cuộc chơi tấm này từ mộ, và chúng ta sẽ được chọn một Rewind với mộ lấy lên tay, và chúng ta được thêm cộng 1 một lần nữa. Thế cho nên đây chính là lý do mà chúng ta chơi 3 Guardian Spirit of Wild. Con này là một cái con mà nó được xem như là cạc Rewind. Khi mà nó được triệu hồi, không tính là triệu hồi gì hết, ý mình là triệu hồi thường và đặc biệt, thì bạn hãy chọn một ma pháp 7 của đối phương và loại khỏi cuộc chơi nó. Cái khả năng này có điểm lợi chính là chúng ta sẽ không cho đối phương lấy tái tạo 7 về. Tuy nhiên cái điểm bóp của nó là nếu mà nó bắn Chiral Chap Hole thì Chiral Chap Hole mà không có 7 với mộ thì nó vẫn có thể kích vẽ tấm tới thứ hai được, cho nên nó cũng có điểm bóp. Đó chính là cái cộng 1 của con này. Sau đó chúng ta hãy dùng con này để đấm thì chúng ta sẽ được cộng 2, hoặc là chúng ta
Khi mà kết quả hiệu ứng này chúng ta bị đối phương lật bẫy thì chúng ta có thể hiến tế tấm này để có triệu hồi con lua trên tay, và cái việc này sẽ giúp chúng ta lời kẹt, kiểu như là chúng ta sẽ không bị lỗ một cái tấm trên sân ấy, và chúng ta có lua quai, và lua quai cũng có thể trao đổi với đối phương được bằng cách đấm một con quái của đối phương hay là đảm bảo cát vậy đấy, tùy mọi người. Và tiếp theo chúng ta xây xây này thì nó cho phép chúng ta sạch một trứng. Cái việc sạch một trứng này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kích kèo cành sơn này, và nó có thể chọn một quái ở trên sân để đưa xuống mộ và triệu hồi con lua quai từ đất. Thế cho nên là mọi người mới gọi đây là rút ai, bởi vì chúng ta nếu mà tên đồng chúng ta chỉ có ba con lua quai thì coi như là xong game luôn. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có ba lua quai rồi, tất nhiên. Và cả ập cần sân này, tấm này để ném một con tuna gầm xuống mộ rút 2, và chúng ta ném con trứng thì chúng ta sẽ như mình mới phân tích mới nãy thì chúng ta sẽ được cộng rất là nhiều. Tiếp theo chính là Daniel Vortex, tấm này chỉ là một trong những tấm tích kẹt thôi, thế cho nên sau này mình sẽ nói đi ha. Ancient Guild cũng là tích kẹt thôi. Và tiếp theo là cháp, cháp này chúng ta đem những cháp mà có khả năng là ném một tấm bài trên tay xuống mộ để ngăn chặn effect của đối phương hay là phá hủy một tấm bài của đối phương. Thì mình sẽ phiên anh em xài Ultimate Gold Vidance hơn, vì tấm này nó sẽ ngăn được những tấm khác chen cho nó ngoài trừ counter cháp. Một đặc điểm rất mạnh của counter cháp là nó chỉ bị counter với counter cháp thôi. Thế cho nên là chúng ta khi mà kết quả tấm này thì bọn Happy bọn nó sẽ múa hơi bị cực đấy. Và đây cũng là một cái điểm mạnh của các Ultimate Gold Vidance này. Thế cho nên là trong Death lua người ta thường đem 2 tới 3 tấm. Ngoài ra Gagi Red và Kamakat thì nó cũng là một lựa chọn top. Ok. Và mình sẽ nói về dàn Exodus luôn. Thì cái con này chúng ta đừng có phân tích nó làm gì cả. Dàn Exodus chúng ta ưu tiên xoay quanh theo việc xài con lý vô chính cùng với việc sử dụng gan 8 và gan 1. Ok, mình chỉ nói thế thôi. Còn Exodus mọi người muốn đem kiểu nào thì đem. Tuy nhiên mình thường thấy đó chính là chúng ta sẽ đem một con gan mét. Con này có khả năng bắn một card free, và chúng ta có thể tái tạo ra cái cát mà chúng ta đã bị banish. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chơi con Hyatic Overlord. Thì con này nó sẽ hiến tế quái trên sân hoặc là trên tay để chọn quái của đối phương, để chọn bài của đối phương và bắn nó. Và tiếp theo đó chính là Lua Spirit Dragon. Con này thì nó counter được bọn gì tôi biết, đó chính là đối phương không, hoặc ra là cả hai người chơi không phải triệu hồi hai quái thú cùng lúc, không phải triệu hồi đặc biệt hai quái thú cùng lúc. Điều này làm cho bọn Gitoquit nó rất là mỏi. Tiếp theo chính là quà lượt của một trong hai người chơi, thì nếu mà có hiệu ứng bài từ mộ kích hoạt thì bạn hơi ngăn chặn hiệu ứng đó. Điều này làm cho chúng ta counter được bộ lua quai của đối phương. Đấy, cho nên là cái con này ra sân là một cái việc cạnh tranh rất là mạnh. Tôi vì chừng nào nó còn trên sân thì nó chừng nào nó còn thì chừng nào chúng ta vẫn còn cạnh tranh sân được. Đấy. Và mình nói về cái con Azuai này bây giờ. Con Azuai này đó chính là chúng ta nếu mà con này bị target ấy, thì chúng ta sẽ triệu hồi Azuai để Exodus ra, chúng ta sẽ được lời. Sau đó mỗi standby phase của mình thì mình sẽ chọn con quái hú hâm thường như mộ và triệu hồi đặc biệt nó lên. Điều này sẽ giúp cho chúng ta cầm một. Nếu mà chúng ta triệu hồi con Speed of Wild này, chúng ta bắn một spell chap thì chúng ta sẽ còn được cầm 2 mỗi standby phase nữa. Đấy. Rất là ngon. Tiếp theo là mình sẽ nói về một vài tấm mà của Luwai mọi người thường chơi. Đầu tiên đó chính là tất nhiên rồi, đó chính là con hai đầu và ba đầu. Thì con hai đầu này nó mình đánh giá nó cao hơn con ba đầu, bởi vì nó đấm được cái bọn mà không bị tiêu diệt bởi chiến đấu. Nếu như con này mà với mấy con mà attack cao nó, nếu con này mà đấm cái bọn quái của đối phương mà quái đối phương không chết thì chúng ta phải loại khỏi cuộc chơi nó, và con này sẽ không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu. Cộng với cái vị là con này có thể đánh 2 lần trong battle phase vào một con quái hú. Và tiếp theo chính là Neo Blue Ultimate. Con này thì sau khi đấm xong thì chúng ta có thể ném một tấm ma pháp dung hợp, ý ném một quái hú dung hợp từ Exodus xuống mộ để có thể đấm thêm một lần nữa, và chúng ta có thể kích hoạt lên tới 2 lần. Có nghĩa là con này có thể đấm được 3 lần. Và bạn có thể loại khỏi vô chai con này từ mộ để ngăn chặn effect của đối phương và target vào blue white của bạn, và sau đó phá hủy tấm bài đó. Thì trong hai con đó mình phiên Iron Chain con hai đầu nhiều hơn. Tuy nhiên có vài trường hợp quanh tương kêu thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng ba đầu, tùy vào trường hợp thôi. Tiếp theo chính là Deep Eye. Đây chính là một trong những con khốn nạn nhất, bởi vì thường thì không ai ngờ tới nó nhất. Con này thì chủ yếu là bên và quanh tương kêu thôi, tùy vào mọi người chơi theo kiểu gì.
và còn một vài con như là con Master with Eye of Blue. Thì con này thì nó sẽ chơi theo kiểu là live one thôi. Anh em mà chơi live one thì có vẻ sẽ rất là quan tâm đến nó. Và con này thì nó Ameta rồi nên chúng ta đừng quan tâm. Trứng này thì thường chúng ta sẽ đem một, bởi vì khi mà nó ném xuống mỏ chúng ta sẽ lấy một Blue Eye cho một vài lên tay và chúng ta sẽ được cầm một. Thường thì hồi xưa chúng ta sẽ chơi với anh Sệt Gu nhưng bây giờ không còn nữa. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một vài đá Stubble. Nhưng mà trước khi đến tới đó thì chúng ta phải biết được điểm yếu lớn nhất của Blue Eye là gì. Điểm yếu của Blue Eye chính là sợ bị control bởi những deck liên quan tới mỏ, ví dụ như là Abyss Dweller, Necro Valley hay là con của Melodius. Đây. Ok, chúng ta sẽ đến với những tất cả nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ có Lightning Vortex, bỏ một kẹt trên tay để tiêu diệt toàn bộ quái phay up của đối phương. Và tất nhiên là hiệu ứng này không phải là target. Anh Sinh Gu để triệu hồi một quái vật không thường, nếu vô 5 hoặc cao hơn từ trên tay bạn. Điều này sẽ làm cho chúng ta bớt crit hơn. Ngoài ra chúng ta còn có Chalice hoặc là Len. Ngoài ra chúng ta sẽ hưởng 200 Len để không bị ngắt combo, nhưng mà thật ra điều này cũng chả quan trọng cho lắm. Thường thì không ai chơi Rewind đem Len cả. Thường thì người ta sẽ chơi Rewind đem theo Chalice để có thể control được một quái của đối phương, ngăn effect và phát combo. Rewind chơi được chế tất cả các tách. Mình nói hạt tách nào Rewind cũng chơi được, nhưng mà tùy vào cái quyền mà kiểu như là thật ra thì anh em biết là Rewind nó là một cái deck khá là brick. Thế cho nên là cái việc mà đi chung với tách của nó thì phải gọi là 50-50. Tuy nhiên mà mình đã thử khi mà mình đem 23 kẹt Blue Eye vào thì mình thấy là nó bất quýt hơn. Thì cái lý do nó rất là đơn giản, đó chính là khi mà đem 23 kẹt ấy, một cách nào đó nó có thể giảm tỷ lệ chúng ta bóc lên những con chúng ta cần thiết như là trứng hoặc là cả container. Còn một phần nữa là giảm chúng ta bóc lên ba Blue Eye. Với việc mà chúng ta không bóc lên được ba Blue Eye trong một tên ấy, thì cái việc này nó sẽ làm cho chúng ta bất quýt hơn. Do Blue Eye nó chỉ thực sự chết khi mà nó brick thôi, còn lại thì nó vẫn có thể múa được. Ok. Và nếu anh em thích video đừng quên làm like, đăng ký kênh, chia sẻ video này để không bỏ lỡ những tiếp theo nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip khác lần sau. Bye bye.